Xin chào, mình là Hà Thu và hiện tại mình đang là MC của đài truyền hình. Như các chị em cũng biết thì để có thể tự tin đứng trước ống kính máy quay hay tự tin dẫn một chương trình trước hàng vạn khán giả thì điều đó luôn luôn khiến cho Hà Thu phải cố gắng để có thể là giữ được một vóc dáng cân đối cùng với cả một thân hình thon gọn, có thể mặc vừa các bộ trang phục mà ban tổ chức yêu cầu như là áo dài hoặc là những bộ váy ôm sát cơ thể. Hà Thu thì có vóc dáng khá là nhỏ nhắn, đây vừa là ưu điểm nhưng mà cũng vừa là nhược điểm của mình. Bản thân mình thì lên cân rất là dễ dàng và mỗi lúc như thế thì mình cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề. Mình đã từng sử dụng một số những cái phương pháp giảm cân, trong đó có cả phương pháp keto. Phương pháp này thì không quá khó nhưng mà lại rất là tốn thời gian và công sức các bạn ạ. Và mình thì cũng đã từng rất là cố gắng nhưng mà với công việc bận rộn ở đài truyền hình và cùng với đó là việc mình hay phải ăn ở ngoài nên là không thể tuân thủ theo phương pháp keto này. Mình đã từng sử dụng một số loại trà và thuốc giảm cân, tuy nhiên sau một khoảng thời gian thì Hà Thu cảm thấy rằng cơ thể bị mệt mỏi, cùng với đấy là đầu óc không thể nào tập trung được vào công việc và da của chúng ta thì cũng xám màu đi bởi vì cơ thể dần mất nước, và đấy là lý do mà Thu đã quyết định là ngừng luôn các sản phẩm này. Nỗi lo về cân nặng của mình dường như đã hoàn toàn biến mất kể từ khi mà Thu biết tới sản phẩm viên sủi giảm béo Keto Slim. Nhờ có Keto Slim thì Hà Thu đã cảm thấy thoải mái ăn uống hơn trước mà không lo bị tăng cân. Chỉ trong vòng 1 tháng mình sử dụng sản phẩm Keto Slim này thôi thì Hà Thu đã có thể giảm được 6 cân một cách rất là nhẹ nhàng. Và mình cảm thấy rằng là khi mà sử dụng sản phẩm này thì cơ thể đã trở nên thon gọn và săn chắc hơn trước. Viên sủi giảm béo Keto Slim ứng dụng phương pháp Keto là một phương pháp ăn kiêng được rất nhiều các ngôi sao ở trên thế giới áp dụng với việc hạn chế tinh bột. Mình thấy rằng viên sủi Keto Slim thì có một điểm ưu việt, đó là tác động lên cơ thể gấp 90 lần so với việc chúng ta sử dụng phương pháp Keto hay là phương pháp giảm béo khác mang đến hiệu quả vượt trội. Theo như Hà Thu có tìm hiểu thì sản phẩm Keto Slim được phát triển bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản, ứng dụng công nghệ đa đích giúp đánh sâu vào các lớp mỡ dày lâu năm, chuyển hóa lớp mỡ thừa thành năng lượng, từ đó thì sẽ đẩy nhanh quá trình giảm béo. Đây là lần đầu tiên mà có một sản phẩm hỗ trợ giảm béo có sự kết hợp của ba loại trà quý này. Và ngoài ra thì 100% thành phần của viên sủi này là thảo dược, rất an toàn và không gây ra tác dụng phụ. Đặc biệt hơn nữa là có cả hỗ trợ làm đẹp da khi mà các chị em sử dụng sản phẩm giảm béo này. Mỗi ngày trước bữa ăn tầm 45 phút thì Hà Thu lại uống một cốc Keto Slim để có thể hạn chế lượng chất béo sắp nạp vào cơ thể. Và mình thấy rằng là Keto Slim thì có hương thơm rất là dễ uống, nên là Hà Thu thường là uống một cốc Keto Slim giống như là việc mình uống một cốc giải khát trước khi mà ăn vậy. Và mình thấy rằng là sản phẩm này được bào chế dưới dạng viên sủi, rất là dễ mang theo bên mình và có thể sử dụng ở bất cứ đâu, phù hợp với cả những người mà hay phải đi công tác giống như là Hà Thu vậy. Mình thấy có rất nhiều trường hợp sử dụng các thực phẩm hỗ trợ giảm béo trôi nổi không rõ nguồn gốc ở trên thị trường và để lại rất rất nhiều những hậu quả nghiêm trọng. Đấy là lý do mà vì sao Hà Thu khi mà lựa chọn bất cứ một sản phẩm nào đều phải tìm hiểu rất là rõ thông tin liên quan đến sản phẩm đó. Chính vì vậy mà mình cảm thấy vô cùng an tâm khi lựa chọn sản phẩm Keto Slim, bởi sản phẩm này có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn của Bộ Y tế. Hà Thu tin rằng là những sản phẩm mà khiến cho cân nặng của chúng ta giảm nhanh quá hoặc là giảm nhiều quá thì cũng không an toàn, chậm mà chắc đúng không ạ? Đấy là lý do mà khi chúng ta sử dụng bất cứ một sản phẩm nào thì cũng nên là kết hợp cùng với cả một chế độ ăn uống và chế độ luyện tập hợp lý thì mới có thể phát huy đầy đủ các tác dụng mà cơ thể thì vẫn khỏe khoắn. Khi mua một liệu trình Keto Slim thì Hà Thu còn nhận được một cuốn cẩm nang hướng dẫn chế độ ăn uống lành mạnh để mang lại hiệu quả tốt hơn. Và mình mới chỉ thực hiện theo cuốn cẩm nang này trong vòng 1 tháng thôi, nhưng mà kết quả giảm cân thì ngoài mong đợi. Mình cảm thấy rằng là bản thân của mình thì cũng vẫn rất là khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, không hề có những tác dụng phụ như là mệt mỏi hay là cơ thể của mình bị mất nước giống như là khi mà mình sử dụng các sản phẩm hỗ trợ giảm béo khác. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi thì cũng đã đến Tết rồi và có lẽ ngay lúc này đây thì các chị em đang mong muốn tìm kiếm một phương pháp giảm béo để có thể là súng xính váy xinh đón xuân mà chưa biết bắt đầu từ đâu đúng không nào? Vậy thì với kinh nghiệm giảm béo thành công của Hà Thu thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng sản phẩm Keto Slim cùng với cuốn cẩm nang giống như mình. Đặc biệt hơn nữa là khi các bạn sử dụng liệu trình của Keto Slim, các bạn còn được chăm sóc, tư vấn rất là kỹ càng bởi các chuyên gia dinh dưỡng của nhãn hàng. Và mỗi lần mà cứ có thắc mắc thì mình đều được các chuyên gia tư vấn rất là cẩn thận. Hà Thu tin rằng là chỉ cần các chị em kiên trì thực hiện theo hướng dẫn ăn uống tập luyện đơn giản trong cuốn cẩm nang này thì khi Tết đến các chị em hoàn toàn có thể tự tin súng xính trong bất cứ một bộ trang phục xinh đẹp nào.